Hai mọi người, đây là video thứ hai nằm trong chuỗi video hướng dẫn cho mọi người về lắp tin cũng như là cách mà chúng ta sử dụng nó trong doanh nghiệp ha. Thì ở video đầu tiên mình đã có hướng dẫn sơ qua về cái tổng quan lắp tin là gì, nó tạo nhanh chóng từ calendar này, từ group chat này. Thì ở video thứ hai là video này thì chúng ta sẽ đi vào phần chi tiết hơn là về lắp meeting join cũng như là một số cái tính năng cơ bản, cụ thể ở đây là dùng iPad thay cho whiteboard này, vân vân này. Ở đây mình có list ra một số cái đặc điểm của video 2 này để mọi người có thể follow kịp ha. Thì khi mà mình join meeting của lab này á, hiện tại mình vẫn có thể join khi mà mình chưa có tài khoản, mình có thể truy cập thông qua cả trên phần mềm ha, cả trên phần mềm lẫn trên website. Thì khi này mà chỉ cần ấn vào join meeting này, mình lấy một cái mình nhập ID nhá, mình nhập ID vô và mình nhấn join là mình có thể truy cập được ngay luôn. Còn hiện tại để tạo một cái meeting mới thì bạn vẫn phải vô trong cái phần mềm của mình ha. Đây, để tạo meeting mới mình vẫn phải vô trong cái phần vô trong cái mục này, mục new meeting này này, để mình tạo một cái meeting mới. Hoặc các bạn cũng có thể vào cái phần dấu cộng ở trên đây ha, các bạn nhấn vào new video meeting thì mình, hoặc là join video meeting thì mình vẫn có thể tạo được một cái video mới ha. Tiếp theo là tham dự qua đặt lịch trước và hẹn giờ. Thì ngoài cái việc mà bạn tạo new meeting ở đây có để mình có cuộc họp luôn, thì đối với những cuộc họp mà mang tính chất hàng tuần này, hoặc là bạn đã đặt lịch trước cho đối tác và cũng như là cho nhân viên của mình, khi mà đến giờ thì nó sẽ thông báo, ví dụ như này. Đây, mình có test một cái, khi mà đến cái ngày giờ này, nó sẽ hiện ra một cái thông báo và mình có thể click start video meeting ngay được luôn ở đây ha. Thì các bạn sẽ vào cho mình là phần calendar ha. Ở phần này các bạn chọn create event này. Ở đây bạn sẽ điền các cái trường dữ liệu ở đây, thì các bạn chú ý giúp mình ở đây sẽ có một cái mục đó là lắp video meeting. Bạn chọn cho mình phần lắp này ha. Thì bạn sẽ set up lại ngày giờ ở đây. Thì nó sẽ nhảy ra cho mình như hồi nãy các bạn đang xem là ở phần Messenger này, phần note title này, nó sẽ hiện ra cho mình ở đây ha. Mình chỉ việc bấm vào. Đây, ở dưới đây nó có một cái link cho mình, nó có thời gian này, có người tạo này, nó có đầy đủ cả. Nó sẽ nằm ở trong phần calendar. Thì ví dụ như là trong tổ chức của mình mà một ngày có rất là nhiều cuộc họp đi, thì mọi người sẽ thiết lập những cái cuộc họp ở trên calendar này để toàn bộ nhân viên có thể nắm được tình hình luôn và cũng như là truy cập cách dễ dàng hơn ha. Ngoài việc mà mình có thể tạo cái cuộc họp của mình ở ngay trong phần meeting này, ở trong phần dấu cộng này, thì chúng ta vẫn có thể gọi ngay được luôn, giống như Messenger ở trong cái phần chat của mình ha. Ở đây đây sẽ có một cái nút là Start Video Meeting để chúng ta có thể gọi ngay luôn. Tiếp theo là phần filler này, phần background, phần mic, camera and avatar. Mình sẽ cụ thể một xíu ở trong phần meeting ha. Trong đây nó sẽ có 2, 4, 6 mục. Thì ở video thứ hai mình này á, mình sẽ hướng dẫn mọi người tập trung vào phần new meeting lại phần join ha. Thì trước tiên chúng ta phải vào setting. Ở đây nó sẽ có thiết lập sẵn cho mình một số cái thì mình có thể vào để mình tùy chỉnh ha, như phần general này, phần notification. Chúng ta có thể tích chọn thông báo khi đăng nhập, khi truy cập vào á, hoặc là về thiết bị này. Các bạn lưu ý giúp mình khi mà chúng ta tham gia các cuộc họp hoặc là tổ chức các cuộc họp á, thì vấn đề về âm thanh và cũng như là video thì là hết sức quan trọng, nên chính vì thế mọi người nên vào sớm một xíu để chất lại phần microphone này, xem các cái thiết bị mà mình kết nối á, nó đã đúng chưa, hoặc là phần speaker này nó đúng đúng chưa ha. Ở đây sẽ có một số thiết lập cũng như là phần record này. Record thông thường thì khi mà các bạn vào thì các bạn nên ấn record trước, tại vì khi mà chúng ta ấn rồi mọi người xem họ sẽ thấy một cái thông báo là cái cuộc họp này đã được ghi record lại, bạn có muốn ở lại không.
thì để tránh cho cái sự mất thời gian cũng như là nó tinh tế hơn trong cái quá trình mà mình quay ha. Thì về phần effect và subtitle ở đây nó có cả cái chế độ tự động mà dịch cho mình ngay khi mà mình join meeting luôn ha. Ở đây để tạo một cái meeting mới thì chúng ta nhấn vào new meeting. Chúng ta sẽ chỉnh sửa cái tên của chúng ta ở trên đây. Ví dụ như là meeting 1 ha. Đây là chúng ta sẽ chỉnh sửa phần background này. Đây là mic camera này. Âm thanh mình sẽ chọn cái đầu ra của mình. Chọn mic now. Đấy, nó báo như này là đã kết nối những cái thiết bị của mình thành công ha. Thì mình sẽ đi sơ qua về cái giao diện này. Thì ở đây trên cùng bên tay trái chúng ta sẽ có cái này là cái trạng thái của mạng đường truyền mạng ha. Tướng màu xanh và full vặn là nó sẽ đang rất là tốt. Về thời gian này, về info meeting này, đây nó sẽ có hiện cho mình đủ về ID này, về người tổ chức này, về link này, và cũng như là hiện tại với cái bạn này là bạn free study thì chúng ta được tối đa 500 người tham dự ha. Chúng ta có thể copy hoặc là share vào chat. Góc dưới này là các cái icon để chúng ta biểu hiện này. Đây có rất là nhiều. Hoặc là chúng ta có thể nhắn tin ở trong đây ha. Xem màn hình. Ngoài xem màn hình thì xem màn hình ở một vài khu vực thì chúng ta còn được tích hợp là xem màn hình cho một vài ứng dụng. Ví dụ như chúng ta đang xài dock thì chúng ta chỉ muốn xem cho mọi người thấy mỗi cái dock của chúng ta thôi thì vẫn được ha. Ngoài ra chúng ta còn có thể có cái chức năng là điều khiển từ xa giống như Theme View các thứ. Đây record thì ấn record thì nó sẽ hiện ra một cái thông báo ha. Về người tham dự thì chúng ta có thể copy link, copy ID hoặc là chúng ta mời trực tiếp họ vào, ấn vào đây. Ấn invite để mời luôn. Đây là một số tùy chọn ha, một số tùy chọn để về phần permission, về phần quyền hạn của mọi người khi tham gia. Phần setting ở ngoài thì mình vô trong đây mình vẫn setting được ha. Thì trên đây là một số thông tin cơ bản để mọi người có thể bắt đầu và tham gia meeting ngay được luôn ha. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, xin hãy cho tụi mình một like, một share cũng như là comment cho tụi mình những cái thông tin cần giải đáp ha. Tụi mình sẽ cố gắng trả lời và ra những video sớm nhất để hỗ trợ các bạn ha. Rồi, chào mọi người.